Rồi, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị em mình máy in màu. Máy in màu này á thì nhiều anh chị em hay hỏi là cái nhu cầu của mình rất là ít in, lâu lâu cần in màu nên là cần mua cái dòng máy nào giá rẻ mà sử dụng bền. Nó thật thì bây giờ á, nếu mà giá rẻ mà sử dụng bền ok á thì có dòng Canon. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cái dòng này cho anh chị em mình ha. Này, cái model của nó là gì? G2010. Và cái tính năng của con này nó có cái gì thì bây giờ mình sẽ đập hộp ra để mình sẽ review cho anh chị em mình tham khảo cái dòng máy này ha. Rồi, nó có tính năng gì ha? Rồi, Canon này là Canon màu in full nha mọi người, nó khác với cả laser ha. Thì khi mà mình đập hộp cái dòng này ra, anh chị em khi mà nhận máy, anh chị em sẽ thấy được có cái bộ đĩa cài của nó ha, có bộ đĩa cài. Rồi, cái thứ hai á là dây cáp. Cáp này cáp USB ha. Rồi. Xài cái dây nguồn này là xài nguồn số 8 ha, không phải là nguồn máy tính bình thường nha anh chị em. Nhớ nha, nguồn số 8. Rồi. Mấy cái sợi này nó rất là thông dụng ở ngoài tiệm điện ha. Khi mà anh chị em mình mua á thì anh chị em sẽ thấy như vậy. Nó gồm có 4 chai mực màu ở ngoài. Đây là chai mực màu đen. Ha. Nó có cái mã là gì? GL790BL. Hàng bốc máy ha. Rồi, cái thứ hai nữa là anh chị em mình có cái 3 chai màu kế bên. Đấy, 3 chai màu. 3 chai mực ha. Rồi, nhiều anh chị em không biết là ủa cái máy in tự nhiên có hai cái này làm cái gì? Thì mình chia sẻ luôn, hai cái này là hai cái đầu phun nha anh chị em. Bữa có một cái vị khách là mua cái máy về xong không biết xài, mà mua không phải mua bên mình, mua ở trên mạng á, đặt trên Shopee, sau khi mua về xong rồi gắn không biết gắn xong vô lia hoài luôn không in được, thì mới lên vô tình mới gặp được mình, thì mới hỏi mình mới nói, ủa sao gắn mực vô rồi lia rồi mà mực không thấy mực vào. Thì thật ra anh chưa gắn cái này, anh quên gắn cái này đi, anh không biết cái này là cái gì. Nên anh chị em mình gỡ này ra rồi gắn vô ha. Khi mà gắn vô anh chị nhớ để ý giúp mình có trường hợp là gì, ở dưới đáy á, tại vì hàng này hàng zin nên mình không có bóc ra được. Ở dưới đáy của này nè, nó có một cái lớp siêu để chặn lại mực, anh chị em nhớ gỡ ra giúp mình nha. Không gỡ là mực không vô được nha, là không vô được, không in được. À, cái này là có một anh IT anh cũng gặp trường hợp này rồi. Như tụi mình bán máy thường xuyên, tụi mình va chạm, tụi mình biết được. Nhưng mà nhiều anh chị em chưa mua máy lần nào nên cũng có thể chưa biết. Đây là cái điều mà gì mình quay video luôn, mình gặp rất là nhiều anh chị em luôn. Ở dưới đây nó có một cái gì siêu, lột ra giúp mình nha. Đó, nhớ nha. Rồi, ví dụ như trên đây chữ B này là black, thì mọi người gắn vô chữ black. Còn cái này là color, thì gắn vô color ha. Cái vị trí nằm ở trong máy, chậm nữa mình sẽ chia sẻ thêm ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ đập hộp cho cái máy này ra cho anh chị em mình coi ha. Bên trong máy nó có cái gì này ha. Rồi, vui máy ra cho anh chị coi ha. Thường thường anh chị em thì thấy trên mạng thôi chứ chưa thấy trực tiếp đúng không? Hôm nay rồi mình quay trực tiếp luôn máy mới cho anh chị em mình coi luôn. Sẵn đây là giao cho khách nè. Nên mình quay luôn cho anh chị em mình ha. Thì cái G2010 này nó có tính năng gì? Thứ nhất là G2010 có tính năng là gì? Photo, scan, copy. Photo, scan, copy ha. Mà scan màu, in màu, rồi photo màu được luôn ha. Đây, để chứng minh lên đây là mình photo được luôn, dành cho giáo viên đều được. Khay giấy á, là khay giấy từ trên xuống dưới, để từ trên, kéo giấy từ trên xuống ha. Rồi, thì máy này nó chỉ có tính năng vậy thôi anh chị em. Rồi, mọi người không biết cái này là cái gì? Cái đây á là bộ mực gắn ngoài, có nghĩa là hãng đã chế sẵn trong này luôn, nên anh chị em vậy mua mực đủ vô đây thôi. Rồi, ba màu đó, màu gì thì gắn vô đây, đủ vô đây ha. Rồi, xong cái đầu phun này mọi người nè, mình giới thiệu luôn ha. Màu đen á, thì chắc châm mực này mọi người gắn vô đây. À, cái này châm mực này là màu đen ha, mở cái nút này ra thôi là đổ vô là được rồi, hết mực là đổ vô thôi ha, không cần phải rầm rà gì đâu. Rồi, cái thứ hai là màu xanh, thì mình đổ màu xanh, màu đỏ mình đổ màu đỏ, màu vàng mình đổ màu vàng. Đừng đổ lượng mực, lưu ý ha. Đó, đổ lượng mực thì bình tĩnh đem ra tiệm máy in gần nhất để xúc lại mực thôi, không có gì hết.
hoặc là gọi cho bên mình hỗ trợ từ xa, không cần phải đi đâu ha. Rồi, cái quan trọng ở đây nè, anh chị em gắn máy nè, anh chị em chưa biết gắn nè, gắn như thế nào cho đúng cách nè, nè mọi người coi ha, mình chỉ dẫn ha. Anh chị em gỡ cái nách cam này ra cho mình, xong ấn cái nút này xuống ha, ấn cái này, thấy không? Rồi gỡ nút cam ra, xé cái này ra, ví dụ như color nè, mọi người coi chữ L này, C là color. Nếu là color thì trên này có chữ C này, nè mọi người coi này, chữ C, chữ C bên này bên trái nè, nó có chữ C là color, còn chữ B là black, thì mình để vô, để nhẹ nhàng vô thôi ha, tại vì là máy của khách nên mình không có thể mà tháo ra được. Rồi khi xong, mình làm xong hết rồi, đậy nắp lại ha, cài driver. Lúc này anh chị em mà cài driver trong quá trình mà cài không được hay là không biết cách cài, cần hướng dẫn hỗ trợ thì gọi cho kỹ thuật bên mình sẽ hỗ trợ ha. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Hít lia vệ sinh máy. Hít lia là sao cho nó mực, cho nó chảy vô. Nếu như cái bóng mực này mà nó không vô là có nghĩa đồng nghĩa với việc gì? Anh chị em mình chưa có gắn rút cái dây siêu ở dưới này ra. Nếu như mà bị, tại vì siêu này là nó chặn mực, nó ngăn mực rồi. Bữa có anh kia anh cũng bị, mà xong nó vậy. Khi mà mực vào trong máy này rồi, vô trong đầu khuôn thì bắt đầu mình mới in được ha. Rồi anh chị em mình mà cần chia sẻ về máy in, cần tư vấn về những cái dòng máy in màu nào cho phù hợp thì liên hệ với bên mình. Rồi cảm ơn quý vị ha.